Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 6 tháng Giêng 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây mời quý vị theo dõi phần chính phỏng vấn đặc biệt với cựu đại úy biệt kích Nguyễn Hữu Luyện do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Kính thưa quý vị, những tưởng sau khi sang Mỹ êm thấm và quay lại với học đường, ông sẽ có một cuộc sống êm ả. Nhưng ngay trong khuôn viên đại học, nơi mà ông theo học, Nguyễn Hữu Luyện lại một lần nữa chạm mặt với kẻ địch. Một cuộc chạm mặt không ngờ. Mời quý vị theo dõi cuộc đụng độ nảy lửa đã đưa đến vụ kiện trường đại học University of Massachusetts do sinh viên Nguyễn Hữu Luyện và 11 nguyên đơn đứng ra tố cáo ban giảng huấn trong một vụ kiện được biết đến như vụ kiện Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Xã hội William Joyner Center. Xin hỏi ông thêm về cái vụ kiện ở William Joyner đó, có phải hai người học giả ông nói đến, tức là Hoàng Ngọc Hiến với lại Nguyễn Đồng Chi không ạ? Vâng vâng, đúng, hai nhân vật đó là hai nhân vật chủ chốt đấy. Tôi cũng chưa có dịp nào gặp hai nhân vật đó. Còn Nguyễn Bắc Trung thì tôi có gặp nhiều. Đầu tiên là do Nguyễn Bắc Trung. Cái chương trình ngủ của William Joyner Center này tôi nghĩ rằng cũng là do Việt Cộng. Cái trường đại học của tôi là cái trường đầu tiên nó chủ trước những chương trình mà cho cái nền văn hóa của Việt Nam xuất cảng sang Mỹ. Thì cái vụ kiện nó khởi đầu như thế nào ạ? Khởi đầu thì tôi có vào William Joyner Center, tôi đề nghị là không nên làm như vậy. Là vì hải ngoại này và ở trong nước nó là hai cái nền văn hóa đối lập. Mà bây giờ muốn viết được cái nền văn hóa hải ngoại và đưa người trong nước ra viết thì nó là một sự lường gạt các thế hệ về sau này. Vì những người trong nước ra không hiểu cái văn hóa, không hiểu cái nếp sống ở hải ngoại nó như thế nào, cái tiềm thức của người hải ngoại như thế nào, cái nhìn của người hải ngoại về cái một giao lưu như thế nào, do người trong nước ra viết thì cái đó không chấp nhận được. Và tôi khuyên đề nghị mà họ không ngừng lại thì họ không chịu, thì tôi mới phát động vụ kiện. Đây, vụ kiện đã được dư luận hưởng ứng rất là mạnh. Họ phản ứng như thế nào đối với lại cái điều ông nói nghe rất là hợp lý, là mình không thể nào có hai người ở trong nước ra được, thì những người đại học, tức là mình có thể nói là intellectual, tức là trí thức, thì họ cái phản biện của họ như thế nào, là tại sao là họ ủng hộ một cái quan niệm kỳ cục như vậy? Thế này mình phải nói này, ngay từ cái khái niệm về chính trị của nó đã khác rồi, nó đã có một cái khuynh hướng cố định rồi. Thành ra nó cứ nghĩ rằng chỉ có cái nền văn hóa dưới cái hệ thống xã hội chủ nghĩa của chúng nó mới đem lại cái lợi ích cho tương lai của con người. Thành ra nó muốn làm cái việc mà mình thấy nói là nó không tưởng của chúng nó, mình không hiểu tại sao. Nó như là một cái trung tâm mà nó chủ trương đường lối xã hội chủ nghĩa thì mình không thể nào mình cải hóa được cái sự suy nghĩ của họ, vì đây là cái mục đích họ theo đuổi. Thì họ chỉ không đồng ý với mình, họ nói là họ không thể đồng ý được, họ muốn cho những người đó viết thì họ muốn mời sang thôi, là vì đó là cái quyền của họ. Mà sự thật cái nước Mỹ nó là cái quyền của họ. Ông nói là ông đã nói chuyện nhiều với lại anh Nguyễn Bá Trung, thì anh Nguyễn Bá Trung cũng là một người Việt, thì rõ ràng là không thể mình nói là có một cái khoảng cách văn hóa hay gì. Tại sao cái quan niệm của anh đối kháng với ông ở đâu ạ? Nguyễn Bá Trung là một du học sinh được cái chế độ cộng sản nó nuôi dưỡng, là người của mình, là người miền Nam, nhưng mà sang bên này, ông biết là nhiều sinh viên Việt Nam sang bên này vì cộng sản nó mua chuộc đi theo nó nhiều lắm. Thì Nguyễn Bá Trung lại một vài người nữa là cũng trong cái nhóm mà đã được Việt Cộng nó nuôi dưỡng. Thành ra cái việc mà nó sang bên đây mời người sang đây, cái chuyện là cái chủ trương của họ nó đã có trong đầu họ rồi, mình không mình chỉ làm thế nào cản họ được, chứ mình không thể nào làm, không thể nào hiểu được họ, họ không thể nào hiểu được mình. Thành ra chỉ có là lôi nhau trước tòa án để cho luật pháp xét xử. Nhưng mà cái luật pháp, cái tòa án ở bên Mỹ thì ông thấy rằng họ cũng không có quyết lắm đâu. Có những cái mình tin được nhưng cũng có cái không tin được. Ví dụ như là một người giàu một người nghèo mà kiện nhau thì cái anh nghèo thua là cái chức. Đây, luật pháp của Mỹ nó là như vậy. Thành ra cái hệ thống tư pháp của Mỹ không phải là cái mà để cho mình tin tưởng.
Nhưng mà còn những cái tiếp xúc riêng của giữa ông với lại anh Trung thì có hai người có nói chuyện với nhau để mà trao đổi quan niệm hay là để hiểu nhau thêm một tí nào không ạ? Ông thấy cái mặt trăng cái mặt trời không bao giờ nó mọc cùng một lúc được, thành ra chuyện quan hệ giữa tôi với anh là không có. Với hai cái thế của Nguyễn Bá Trung ở đó nó là ngang hàng với các professor, mà tôi là sinh viên ở trong trường, thành ra nếu mà tôi gặp nó thì cái vai vế nó chênh lệch nhiều, thành ra tôi cũng không có gặp hắn. Thế thì cái khi mà vụ kiện như vậy nó diễn ra ra sao và nó kết thúc như thế nào ạ? Cái vụ kiện đó thì đầu tiên là mình phải mở một cái vụ kiện của quần chúng, trong đó phải có nhiều thành phần xã hội khác nhau, rồi mình nó gọi là cái class action, tức là một cái vụ kiện tập thể, thì tôi đã mời được những nhân vật trí thức và những các cái nhân vật xã hội, cũng có một cái là cái danh sách các nguyên đơn đó, là những thành phần rất đáng tin cậy. Trong đó tôi có nhớ là có ông đại sứ Bùi Diễm, có cụ Nguyễn Tú, có 8 người, bây giờ tôi cũng quên tên rồi. Như là những nhân vật mà nổi tiếng trong cộng đồng, là những người có những kinh nghiệm xã hội và những kinh nghiệm về văn hóa của người Việt Nam ở hải ngoại, và những người mà được dư luận tin cậy. Thành ra khi vì cái danh sách của cái nhóm nguyên đơn đó, là những nhân vật có uy tín, thành ra việc gây quỹ để mà lo cho vụ kiện đã gặp nhiều thuận lợi. Cho đến khi mà vụ kiện kết thúc rồi còn được mấy chục ngàn đó, thì tôi có gửi trả lại cho tất cả các nguyên đơn. Cái vụ này thì có, tôi sợ nhất là cái vụ mang tay mang tiếng về vấn đề tiền bạc, thành ra tôi không có dính dáng tiền bạc. Tôi lập một cái ủy ban, có một cái người gây quỹ rồi cho người khác lo. Đi các tiểu bang thì như sang bên này thì nhờ chủ tịch các tiểu bang thì gây quỹ đã giao cho cái ủy ban gây quỹ đó làm. Tôi không dính dáng vào đây tiền bạc, thành ra khi vụ kiện này kết thúc tôi cũng thoát khỏi những cái dị nghị, tôi không hề dính đến, cũng là cái điều may cho tôi. Nhờ người luật sư nào là người luật sư mà chính để cãi cho mình nhỉ? Đây là cái tổ hợp luật sư này nổi tiếng lắm, là do ông Bùi Diễm, khi ông còn làm đại sứ ở đây, ông có những quan hệ rất tốt với tổ luật sư này, nó làm tổ luật sư nổi tiếng lắm ấy. Hình như họ, cái văn phòng của họ ở bên Louisiana thì phải. Tôi sang đây gặp họ mấy lần, nhưng mà về còn cái người mà trực tiếp mà tiếp xúc với để mời họ là ông đại sứ Bùi Diễm. Những cái tin tức mà họ tìm để mà chẳng hạn như những quan niệm của ông tại sao họp này nọ, thì họ có nói chuyện với mình để mình giải thích chi tiết về tại sao mình kiện hay là tại sao những điều mình nên làm, họ có cố vấn mình làm gì không ạ? Cái này là sau khi tôi đã tiếp xúc với William Joyner Center không được, báo chí của mình cũng đã lên tiếng, nhưng mà việc đó nó cứ làm. Thì bây giờ chỉ muốn ngăn chặn nó lại là mình vừa kiện cái vụ này với lý do cái việc điều kiện Mỹ nó vấn đề chính trị là không có đem vào tòa án được. Mình kiện phải có lý do, cái lý do mà cái tổ hợp luật sư họ nêu ra cho mình đó là nếu mà mình kiện về vấn đề chính trị là tòa án nó không có xử. Thì bây giờ phải chuyển nó sang là chúng tôi là những người ở hải ngoại, tại sao không mời những người ở hải ngoại để viết, với đưa cho người là mất job của chúng tôi. Đây là mình lại chuyển nó sang cái vụ là mình là mất job chứ mình không có kiện về vấn đề chính trị, là nó toán nó không có xử. Thành ra biến cái vụ kiện này thành vụ là họ sang đây tại sao có những người hải ngoại không mời, lại thấy mời người ngoài, là lấy vấn đề job, nó chạy qua vấn đề job. Mình cứ đi vào tòa án thì mình lại chạy theo nguyên luật, chứ mình không thể nói là tôi là nó là cộng sản mà tôi là chống cộng, mình không thể nói như vậy được. Bây giờ nó là cái job thì sau đó thì cái trường đại học nó nói là nó có quyền mượn job ở ngoài, nó cũng có quyền của nó, nhưng mà quyền của nó thì ít nhất là nó phải phổ biến, là nó trưng cầu dưới là tôi cần tổ chức cái này bao nhiêu, nó viết như này, nó phải phổ biến. Nó ngu cái chỗ nó không phổ biến, mình dùng cái đó mình đánh nó, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng thua. Cuối cùng ít nhất là vụ kiện mình phải mang ra xử 3-4 lần mình mới thua. Nếu có nói là nó gây lên được một cái tiếng vang là cái ý thức của người hải ngoại nó là như vậy, nó vi phạm cái luật trường, nó cũng làm nó có một cái hậu quả tốt cho hậu thế. Nhưng mà mình cái vụ này sự thật ra vụ nếu được lên vụ kiện thành làm thành một vụ kiện là cái khó. Nếu mà không có nhờ cố vấn của cái tổ hợp luật sư đó thì mình không không đưa nó ra tòa được.
đưa nó ra tòa là với cái lý do là tại làm sao không mượn những người hải ngoại mà lại đem cái job này cho những người ở trong nước. Đó là cái nó vi phạm, nó có cái luật. Anh muốn làm người, anh muốn viết một cái chương trình thì anh phải phổ biến cái chương trình như nào, nếu nó có luật. Mà những người ngoài không ai biết cả, bây giờ đánh vào cái luật đó. Là tại sao anh không phổ biến cái chương trình của anh ra để rồi anh phải nhận những người tình nguyện tới viết ở bên ngoài. Khi nào không đủ người anh mới có quyền mang người nước ngoài vào. Đây là những cái nguyên nhân của vụ kiện đây là như thế. Vậy tức là nói tóm lại là khi mà ông qua Mỹ rồi cũng không phải là mọi điều như là ông suy nghĩ khi mà ông bắt đầu tới nước Mỹ này. Vâng, đúng rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong kỳ tới.